Mình chào tất cả các bạn. Mình là Nhân, đến từ Best Study và Best Everything. Hiện nay là 4:30 của một buổi sáng thứ bảy, cho nên trong quá trình nghe thì các bạn sẽ đôi lúc nghe được tiếng gà gáy hoặc là tiếng chó sủa. Hôm nay mình sẽ nói về áp lực đồng trang lứa, peer pressure. Chạy không thoát và chấp nhận thì cũng không yên. Thì nói một chút về peer pressure, áp lực đồng trang lứa. Để kể cho nghe nè, tôi có thằng bạn bằng tuổi mình, 25 như mình á, mà giờ trong tay nó chắc có 3-4 tỷ rồi, làm ăn đàng hoàng nghe, có nhà luôn nữa. Hay là em ơi, thằng Huy nó có IELTS 8.0, rồi nghe nói là nó có bằng tiếng Nhật. Trời ơi, điểm trung bình đã cao rồi mà còn đủ thứ bằng ngoại ngữ. Tốt nghiệp xong mà thấy nó đi phỏng vấn ở công ty nào thì mình xác định là về thôi, chứ làm sao mà tranh giành lại cho lại. Sao nè, sau khi mà nghe hai câu chuyện đó thì cảm giác nó như thế nào? Có phải là tim tự nhiên đập nhanh một chút, lồng ngực thì cảm thấy nặng hơn, cảm giác thở thì nó khó hơn, nó không mượt mà. Thì những năm gần đây thì cụm từ peer pressure được nhắc khá nhiều và được hiểu nôm na là áp lực đồng trang lứa. Vậy thì nó có thật là chỉ xuất phát từ đồng trang lứa và nên chấp nhận, hay là sẽ chạy trốn khỏi nó? Đầu tiên thì mình sẽ nói đến áp lực đồng trang lứa này nó đến từ đâu. Nhiều người cứ tưởng rằng là peer pressure là sự ảnh hưởng của những người cùng tuổi, nhưng không dừng ở đó, thì áp lực ấy có thể là anh em trong gia đình, con cháu trong gia phả, ngay cả cha mẹ cũng có thể là nguồn cơn của peer pressure. Theo mình thì sẽ không dịch cụm này là thành là áp lực đồng trang lứa, mà là áp lực người đồng hành. Nghe thì có vẻ hơi lạ tai đó, nhưng mà nếu nghĩ lại thật sâu thì cũng đôi phần đúng. Khi bạn sinh ra trong gia đình có ba mẹ hay anh chị quá thành đạt và thành công, bạn cảm thấy thật là mệt mỏi để sao cho xứng đáng là con, là em của một gia đình thành công. Ba mẹ mình là giáo viên thì mình cũng phải học thật giỏi và không được để ghi vào sổ đầu bài khi đi học. Anh chị mình dạy nhất nhì tỉnh thì ít nhất mình cũng phải được dạy ba để khuyến khích. Hay là kể cả người yêu, yêu một cô gái xinh đẹp, thành công, lương 20 triệu trên tháng, thì chàng trai cũng phải cố hết sức bình sinh để ít nhất là bằng lương của bạn gái, chứ sao mà chịu thua cho được. Thì khi bạn lấy sự thành công của bất kỳ ai để so sánh với bản thân, thì vô hình chung bạn đã xem họ như là người đồng hành trong suy nghĩ. Bạn cảm thấy là khá là bất lực và không muốn nghĩ về họ. Nhưng đồng thời thì bạn luôn hay dòm ngó cái sự thành công của họ, luôn dòm ngó cái người đồng hành đó, để bạn lại tự làm mình tủi thân. Vậy thì chấp nhận hay là chạy trốn? Chạy thì cũng không thoát, giống như bạn mới chia tay người yêu vậy. Lý trí thì muốn quên, mà con tim thì luôn nghĩ về họ. Và người đồng hành ấy sẽ luôn xuất hiện đâu đó trong thâm tâm của bạn, cho dù dùng đủ mọi cách để chứng tỏ bạn vẫn khá hơn, tốt hơn người kia ở vài điểm. Nhưng cái sự ám ảnh dai dẳng ấy làm cho bạn luôn phải dòm ngó người kia để so sánh mình và họ thì đã đi bao xa về mức độ thành công ở khía cạnh nào đó mà bạn đang cảm thấy tự ti. Cho nên việc chạy trốn của peer pressure không chỉ không làm giảm đi, mà nó sẽ nhấn chìm bạn xuống một tầng trạng thái tệ hơn. Vậy chấp nhận thì có xong không? Chưa chắc ha. Ok, từ giờ tôi chấp nhận là tôi thua người ấy rồi, vậy tôi hết áp lực người đồng hành chưa? Câu trả lời thì là không, và cũng là có. Bạn sẽ thuộc về vế nào, nó dựa vào cách mà bạn chấp nhận. Chấp nhận vì mình là kẻ thua cuộc, không đủ khả năng để giỏi như người ta, bản thân đã cố gắng hết sức nhưng mà không làm được gì to tát. Cái kiểu chấp nhận này nó thật ra chỉ là sự mạo danh của việc chạy trốn. Bạn đang chấp nhận một cách lẫy như một đứa con trẻ, con nít thôi, khi không đạt được một điều gì đó. Sự chấp nhận này là chỉ là sự chấp nhận phủ đầu để khỏi phải suy nghĩ nhiều ngay lúc ấy. Nhưng chắc chắn rằng sau đó thì bạn lại bị nó hành hạ cảm xúc gấp mấy lần việc bạn chạy trốn. Vậy thì cách chấp nhận còn lại là gì? Thực sự thì sẽ không có câu trả lời chuẩn, vì mỗi người là mỗi hoàn cảnh và cảm xúc khác nhau. Nhưng rút từ kinh nghiệm cá nhân của mình có thể gợi ý làm theo các bước sau. Một,
Đầu tiên á, là thay vì dòm ngó thì mình sẽ đối diện trực tiếp luôn với cái người đồng hành áp lực kia bằng cách ngồi xuống và phân tích tại sao người ấy lại thành công đến vậy. Và nhớ những gì họ làm được điều ấy. Có thể là bạn có thể hỏi trực tiếp họ luôn. Nếu có cơ hội như vậy thì càng là tốt. Bạn có thể hỏi thẳng người đó. Bạn càng hiểu sâu người đó, hiểu rõ những gì họ được và mất. Tôi cam đoan là bạn sẽ cảm thấy sự áp lực đó nó vơi bớt đi khá là nhiều. Thứ hai thì bước tiếp theo á, là sẽ ngồi xuống và nghĩ về mình. Sau khi đã tìm hiểu và nghĩ về họ rồi thì mình sẽ là nghĩ về bản thân của mình. Vậy thì trong cuộc sống ấy, mình đang may mắn có được những gì, mình đang thất bại hay tệ ở mặt nào, mình có chấp nhận đó là hy sinh để có thể là đạt được cái mà cái người kia cũng đạt được hay không. Tìm hiểu rõ ràng cái nguyên nhân ngọn ngành của câu chuyện, vậy mình có thể thay đổi điều gì để khắc phục những mặt mà mình đang cảm thấy là tệ. Nếu sự thay đổi đó thì mình được gì và mất gì. Thứ ba đó là kế hoạch và hành động. Khi bạn đã nhận ra là nên thay đổi ở điểm nào để đạt được thành công như mong đợi, hoặc ít nhất là cho bạn cảm giác thoải mái, thỏa mãn ở hiện tại, bạn cần làm là lên kế hoạch và hành động từng bước nhỏ một. Lưu ý là từng bước nhỏ một nhé. Và thứ tư đó là ăn mừng cho từng thành công nhỏ. Hãy ăn mừng, tự thưởng cho bản thân một thứ gì đó khi có một sự thành công và chiến thắng nho nhỏ. Như là tự thưởng mình một cốc trà sữa, hay buổi xem phim khi chốt được một đơn hàng tốt, hay là khi bạn đã hoàn thành được hết list công việc trong ngày đề ra. Nghe thì rất là dễ về việc tự thưởng cho mình, nhưng để cho cái tâm trí của mình nó cảm nhận được cái sự sảng khoái thực sự khi mình được thưởng như vậy thì cũng cần phải có sự luyện tập. Nên hãy bắt đầu từ ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi sáng thứ bảy thật là đầy năng lượng.